Về được đôi loa đẹp quá, lên sóng cho các bác ạ. À, và các bác cứ đợi hàng hết hộ em nhá. Đợi hàng hết đây. Laptop iPad đi liên tục. Bây giờ là 5 rưỡi chiều rồi. 5 rưỡi chiều rồi. Ngày nào cũng 2 lô, các bác cứ đợi giúp em. Ngày nào cũng 2 lô, em gửi cho bác. À, em Tuấn thông báo là trong cái tuần vừa đây này, trong mấy ngày nghỉ đấy, có hôm qua hôm kia có một số bác đặt của em Tuấn hai cái quạt đấy, các bác nhắn tin và liên hệ lại giúp em với nhé. Bởi vì là nó chụp cái tin nhắn, có những người có những lúc kiểu mình đi ăn cơm, mình công việc ấy, có khi mình chốt đơn rồi mình nhận tiền rồi mình quên không chụp lại địa chỉ đấy. À, có hai cái quạt, một cái quạt xanh và một quạt ở bếp của em nhượng lại. Bác nào đặt quạt thì nhắn tin lại giúp em với nhé, để em lấy đơn để cho nó tiện. Còn đây hàng của bác nhé, buổi chiều lại đi tiếp. Đây là chuyên máy, nguyên máy tính và iPad này, cứ ngày nào hai lô nhá, hai lượt nhá. Đấy, sáng chiều. Sau đây mà Tuấn tiếp tục giới thiệu cho bác một đôi loa đến từ đất nước Pháp. Đôi loa đến từ Pháp đấy ạ. Đôi loa đến từ Pháp. Những đôi này ngày trước nó toàn 18 hay 20 mấy củ đấy bạn, không ít tiền đâu. Không ít tiền đâu, những đôi này. Đẹp, lung linh luôn. Loa Pháp. Bác nào thích nghe cái chất loa nó mềm mại ngọt ngào, đến với người Pháp nhé. Mềm lắm. Mềm. Đây. Dập hết thông số lên trên củ luôn. Các nhìn chưa? Đây ạ, Focus. Các nhìn chưa, thương hiệu Focus nhé. Focus. Đấy. Để trước khi đi vào chi tiết của Focus này thì em và Tuấn sẽ giới thiệu cho bác đây, phía sau đây. À, đây là đôi loa Focus Zibat Focus Root 715LE. À, công suất 125W, trở kháng 8 ohm này, 3.4 ohm mini này. Cái đấy các bác đọc, bác nào hiểu chi tiết hơn. À, phăng xe của Pháp. Loa đến từ Pháp hai cầu nhá. Được thương hiệu luôn. Đôi này để cho bác mức giá 12.800.000. 12.800.000. Còn sau đây em Tuấn sẽ vào chi tiết cho bác loa thì rất là đẹp rồi, không nói gì, nó đẹp xuất sắc. Đây, củ loa đây, tất cả củ zin luôn nhá. Đẹp, zin. Bác nhìn này, bác nhìn loa Pháp. Này, các bác cái nhồi bông nó kín thùng luôn. Chỉ nó củ loa đặt vào đây thôi, có đúng cái khuôn củ loa vào đây thôi. Bác nhìn chưa, này, bông này. Bông tiêu âm kín thùng luôn. Đây, dập thương hiệu Focus này, dập chìm luôn cả trên tép luôn nhá. Dập chìm cả khung vào trên tép luôn ạ. Đấy. Focus 12.800.000, made in France Pháp nhé. Nên em Tuấn nhấc một góc này ra cho bác nhìn xem phân tần, không biết các bác cái dấu ở đâu, dấu ở đâu, không biết là dấu ở đâu. Nó đặc quá bác ạ, đặc toàn bông, toàn bông tiêu âm thôi. Nó đặc toàn bông tiêu âm, để em kiểm tra xem ở đâu nhé. Nhiều quá, nó kín một thùng bông luôn. Đây ạ, để xem nào. Ủa, nó nằm tận tít dưới đáy các bác ơi. Nó nằm tận tít dưới đáy luôn rồi. Kìa, tít dưới đáy kìa. Đấy, bác nhìn thấy cái củ phân tần màu đỏ đỏ to chưa? Nằm tận tít dưới đáy bác ạ. Không quay lên được. Còn chật một thùng bông luôn. Nó lại chật một thùng bông. Em nhét nó vào, không đến lúc quên. Quên của các bác mất, nó sót, phí. Bông mà, đấy. Chật một thùng bông luôn ạ. À, 12.800.000 bác nhá. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Bao cho bác hàng đẹp xuất sắc, ok chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Còn hàng thì ngày nào cũng sáng tầm khoảng độ 11:30 là anh em bên đón hàng lại đón vào chiều đây. Tầm 5:30 họ đón, bây giờ mới có 5:20 thôi. 5:30 họ sẽ đón. Các bác cứ đợi hàng hộ em. Bác nào có muốn chốt loa tất cả mặt hàng gì bác chốt sớm hộ em. Gần giáp Tết có, bên em không chuyển hàng xa được đâu. Đặc biệt là các bác ở Sài Gòn, các bác mua rất nhiều, Sài Gòn mua nhiều nhưng mà chuyển xa quá không đến nơi, quay hàng hoàn lại nó mất việc lắm ạ. Chào các bác. Hey.